quyền chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Sáng 24 tháng 2, tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định bổ nhiệm các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các quyết định bổ nhiệm. Ông Hoàng Sĩ Cường làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Phi. Ông Bùi Quốc Hùng làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nigeria. Ông Nguyễn Mạnh Cường làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bangladesh. Ông Vũ Trung Mỹ làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Venezuela. Ông Dương Chính Chức làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Angola. Ông Đoàn Thanh Song làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tây Ban Nha. Ông Ngô Hướng Nam làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Lan. Ông Phạm Vinh Quang làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada. Ông Đinh Ngọc Linh làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia. Ông Trần Văn Tuấn làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Điển. Ông Bùi Văn Nghị làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brazil. Ông Trần Anh Vũ làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei. Ông Trần Quốc Khánh làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Algeria. Bà Phạm Thị Thanh Bình làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Phần Lan. Ông Đinh Nho Hưng làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Na Uy. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.